Vâng, sang Makata AC. Quân bên kia. Sang Makata AC, bên mình thì có Roman của lớp 1. Chip Boy cầm Pơ. Chi Mệnh cầm Egypt và sẽ cầm Roman. Mình hai Roman, một Egypt, một Pơ. Bên kia là vâng, AC sang Katamak. Vâng, đã sang AC lại còn thêm Max C vào nữa. Quân là đội bạn đánh giá là nhỉnh hơn. Anh ý lên đấy ôm bom đây. Vẫn ngồi là hay ôm bom lắm, ngồi các bạn kể chuyện cười. Ngồi mà kể chuyện cười á, đánh được. Bài đấy. Đưa chữ lại lên. Tí xuống kiểu gì nói chi. Vẫn trở lại với trận thi đấu này. Trận thiếu này thì nhiều khả năng chia sẻ rằng là người đi dâng, nhưng mà hình như là không thì phải, không dâng nữa thì phải. Màn hình máy của game thủ Chip Boy, người cầm Pơ. Vâng, thông tin chim sẻ báo về Truy Mệnh là màu 3 he he, cầm Katarian là người đầu cánh của Egypt, Truy Mệnh cầm. Nhiều lăng khi phát hiện ra nhà Truy Mệnh đầu cánh thì chắc chắn đội bạn sẽ liên lạc với nhau và mang y lên tận nhà Truy Mệnh và ôm rồi. Chỉ cần như thế thôi là sẽ là một thế khó dành cho bên mình, khi mà AC ở nhà, AC sang chỉ cần ở nhà bơm đồ và thủ. Bằng 10 rưỡi đến từ Chip Boy nhưng mà lên đời là lực là cực kỳ khỏe. Một bài mà Chip Boy ép lỗi gỗ thì phải.
Vâng, có BS nhân đôi thì không ăn vàng luôn, lại còn phải đóng S mới ăn vàng. Hơi dị, hơi ảo đến từ Chip Boy. Đẩy giò đi. Còn mấy quả lửa dành cho Chip Boy ăn hoàng. Lực cực khỏe luôn, BL2 đi. Chưa gặp ai, mày máy chim sẻ, bị màu ba bắt giò rồi, mất giò rồi, hè hè là bắt giò thì khét cực kỳ luôn, cái đấy thì ai đã công nhận cả rồi. Đây lẻ con giò nữa, Chip Boy tìm thấy nhà màu 4 và màu 1 ôm nhau, hai nhà sát nhau luôn, màu 4 màu 1. Không kèn được e. Cánh này màu 1, màu 4, 2 nhà ôm nhau đánh thẳng cung. Đó là AG và Sang. Có bánh xe ngay rồi. Lạc đà đến thì cũng là lúc có bánh xe. Vâng, hè vậy e cực khét các bạn có thể thấy. Đến sát rồi mà cũng không vào được. Mình máy của cái tủ chim sẻ 26. À không, 14 là bi. Vâng, xin lỗi các bạn. Bi. Đâm cái gì đây? Mắc xe à? Vâng, vẫn để nó sống. Thế nhiều nhưng khả năng là màu 2 vẫn đóng được y. Màu 2 là mắc C. Nô 1, 38. Thì chip của chim mệnh thì tham lai đang là 37. Cẩn thận bị đâm y móc từ đằng nhà chim sẻ sang nha em ơi. Xây bên nhà hàng chim đấy. Ôi, và xúc tạm cái bãi vàng này. Ba chạy vàng rồi. Màu ba đã mất bãi vàng. Lô một. Cẩn thận, ông Mark C đóng y ở đấy, nó đâm được cả hai nhà đấy. Rồi, vẫn giữ được, thoải mái không bị lọt. Không, vẫn lọt. Căng rồi. Bây giờ thì Sang với AC nó chỉ có đâm bơm đồ cho Maxi nó chảy y thôi. Bên kia hai cùng ôm nhau. Ra và xúc y đi. Phải phá lổ được hai nhà y đấy thì mới yên tâm mà đánh được. Hai nhà y đấy. Mày máy của chị mệnh 50. Ra bắn lổ y luôn đi em ơi. Tập trung phá lổ hai cái nhà y này. Năm con y. Sáu con y. Sang AC ôm nhau. Sang lại còn cũng AC của BB nữa. Sang của Yugi. Các bạn có thể thấy chỉ cần hai nhà y xây thành công thôi mà game thủ xi măng đang khiến cho hai nhà bên này cực kỳ khó chịu. Khó tờ này. Thế đang xấu đấy. Có cả cung R của game thủ AC cũng đây. Còn Chip Boy chém phít được Max C rồi. Bắn một tơn nữa là lổ nhà y đấy. Chim sẻ báo về là chém lủng được Sang một tơn. Ơ, tươi này.
Vòng chi mệnh thì bốn nhà vã luôn. Cả He ở đây luôn. Cả Yugi He, Maxi và cả khó quá. Để thằng Maxi nó đóng được cái Y. Không cho Maxi đóng Y thì may ra thì gọi là còn cửa thôi. 2-1 xe đầu thứ 5 dành cho Skyrim.